Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình UDC trong video ngày hôm nay. Chúng ta hãy chú ý vào cái anh ô tô đỏ đi bên trái đây, anh xin nhan rồi đấy. Mà hình như là ô tô màu cam hay sao anh, dạo này mắt mũi kèm nhầm quá. Úi giời, cái gì đấy bác ơi? Úi giời, rơi bánh rồi. Khô, đang đi thì rơi mất bánh đi. May là bác tài là bác phát hiện ra rồi. Nó xe xịn mà cũng rơi bánh được nhỉ? Chưa Trung Thu mà đã có bánh ăn rồi. Chả hiểu kiểu gì. Đi trên đường là gặp nhiều những cái tình huống mà nó buồn cười mà nó, tôi không bao giờ nghĩ là nó có đâu. Thế mà nó lại xảy ra. Rồi cái gì nữa đây? Ui giời. Vịt nhà bác nào đây? Ở đây này. Nhanh mà ra lùa về đi, không người ta mang đi ôm xấu bây giờ. Làm tắc anh tắc hết cả giao thông. Rồi tình huống tiếp theo ấy. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Chưa kịp gì xem lại. Vâng, một tình huống ở trong ngõ. Hai anh là đi trong ngõ nhưng mà đi tốc độ nó này hơi cao. Thế nên là cho nên là không xử lý được. Nhưng mà rất may mắn là không ai bị làm sao cả. Cái tình huống này thì theo các bác ấy thì là ai đúng ai sai. Chứ còn theo em thì cả hai bác là đều có lỗi. Đi trong ngõ thì đi từ từ thôi bác ơi. Nhưng mà nói chung là cũng may mắn rồi, người không bị làm sao cả. Chỉ xe là chiếc xe là đổ ra thôi. Rồi tình huống tiếp theo đi. Một chiếc xe đang đi vào lối vào của đường cao tốc thì phải. Hình như là vào thời gian là hoàng hôn. Hoàng hôn là nói với khía cạnh là của người có tiền thôi. Còn đối với anh em mình thì hoàng hôn thì cũng chỉ là ánh chiều tà thôi. Cái gì này? Mấy cô cháu ơi. Ui giời ơi, sao này đi đâu mà lại lên đường cao tốc chơi thế này? Các bậc phụ huynh nhá, theo dõi con em mình thì sao này lên trên cái đoạn đường này chơi thì tôi cũng chịu rồi. Không hiểu là đi kiểu gì mà lên được đây. Các bác nha, xem người thì xe thì gặp những cái tình huống như thế rồi thì phải rút ra được cái kinh nghiệm nha. Trời ơi, chán thật rồi. Tình huống tiếp theo, một chiếc xe container. Đấy, cái gì này? Ui giời ơi, chả biết anh hay là cụ hay là kỵ gì để đi ở đường này. Đi cứ như trong sân nhà mình ấy. Đấy, đấy, tôi mới gọi là đời tài xế nó bạc này. Đấy, đang kiếm ăn ngon lành, đang lên voi, tự nhiên lập tức là xuống chó ngay. Quạch một cái là thôi, mất nghiệp như chơi chứ nè. Các bác nghe chú ý nhá, rồi tình huống tiếp theo đi. Kinh kịch. Hey, kinh kịch. Tại sao anh còn thương em mãi, nhưng lòng đau thì ai có hay. Người đi lòng buồn ai thấu đâu, khi tình ta giờ chia hai ngả. Chiến này mày bật cái bài nhạc cái hay đấy. Ê, cái gì này? Đang nghe nhạc kinh kịch thì lại bi kịch này xuất hiện này. Ui giời ơi, cái ông container này. Ui, nhìn cái nước dừa này thì 100% là oạch rồi, container báo quá. Nhưng mà theo quần chúng báo cáo lại là may mắn là không ai bị làm sao. Thế chứ nhỉ? Thế cái gì này? Chú ơi, chú buồn là chú ơi. Người ta đã bảo rồi, đã uống bia thì đừng có lái xe. Đây thì chú thì đừng, đã uống xe thì chú đừng có lái bia chú nhá. Ui giời ơi, chú chiêu quá đấy. Ui giời ơi, các bạn này đừng có lên với chú nhé. Tôi thì buồn thì anh em mình đi uống trà đá thôi. Cái gì đấy? Ui giời ơi, đi đứng chán chưa? Đi đứng lung tung lang tang thế nhỉ? À mà cái tình huống này hình như là có rồi đấy. Chứ nhưng mà tôi vẫn ghim ở đây. Đấy, ghim ở đây để chúng ta nâng cao cái ý thức tham gia giao thông đi. Ui giời ơi, chị gái báo quá, chị đi vào cái đường ngược chiều. Tí nữa thì báo anh xe tải bên này bắt xe con. Quả này về kêu được thắp gương ngay. Thế chứ nè, chai hiểu kiểu gì. Rồi tình huống tiếp theo, tại một cung đường đèo, đường đồi núi. Một bác xe tải đang bon bon chạy trên đường. Ở sao đây bác đi sát lề thế? Từ từ thôi bác ơi. Ô sát lề quá bác ơi. Ui dài ơi. Hình như là chẳng biết buồn ngủ hay là lướt top hay sao ấy. Vâng, đây là một tình huống tôi phải đánh giá là chủ quan rồi, chứ không phải là tình huống khách quan nữa. Hình như là một pha bác tài xế đã buồn ngủ. Mà tôi thấy dạo này hình như là có cái gì nhỉ? Giấc ngủ trắng ấy. Các bác lái xe phải cẩn thận nhá. Cứ tơ mơ là ngủ lúc nào là không biết. Cho nên là lái xe là chúng ta phải tỉnh táo. Vâng, thế nhưng mà trong tình huống này thì rất may mắn là không có cái chuyện đáng tiếc nó xảy ra. Đường thì đang vắng hay là cho nên là không ai bị làm sao cả. Nhưng mà chỉ tốn tiền sửa xe thôi. Bác tài áo xanh thì cũng đã chạy lên để xem xét hỗ trợ rồi. Vâng, tôi đánh giá cao cái tinh thần của bác áo xanh này. Chứ một số bác là thấy như này là thôi là dễ sóng luôn, đi luôn đấy. Vâng, nói chung là tuyệt vời, cùng cảnh tài xế với nhau rồi. Chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Mày chạy xe mày làm gì mày cứ mở đèn sáng trưng dội dội như mặt người ta thì sao mày quá xuống. Chạy xe ý thức mày để đâu vậy? Tao á.
sao giống xe khứa nãy rồi ta. Có rồi. Xe ông đây ông đâu trời. Xe đi mà đâu rồi? Ở vậy. Anh ấy bắt đuôi trên cây rồi. Vâng, cái đường như đèn chả có thì em phải bật cho nó sáng như anh thì bảo em tắt đi. Sau một hồi tắt đi thì xe ông đây thì người ông đi đâu rồi không biết. Hóa ra chả hiểu kiểu gì đi kiểu gì. Anh dai là dặn dò là hơi kỹ. Xe đây mà tìm mãi chả thấy. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Quá là buồn cười ấy. Ấy, ấy, ấy. Ôi giời ơi, lại đi ngược chiều rồi. Cái ông xe đỏ này chán thế đấy chứ nè. Mấy ông lái xe to chán lắm. Rồi này được gì nữa đây ấy. Ôi giời mày thế. Ôi giời ơi, bắt tài đi kính cả bánh. Rồi tình huống tiếp theo đi. Đấy cái thằng Chiến ấy. Chiến lái con xe tải đấy. Nó xuống nó mua chai nước rồi. Cái thằng này này dạo này lái xe chán lắm. Đầu cứ ngáo. Chiến ơi, xe trôi rồi Chiến ơi. Chiến ơi, xe trôi rồi. Quên kéo phanh rồi Chiến ơi. Xe trôi mất rồi. Chiến ơi. Chiến ơi. Ôi trời ơi. À, nó vào nó mua cái thẻ điện thoại sao ấy. Chiến ơi, xe nó trôi rồi Chiến ơi. Chiến đâu rồi? Chiến phát hiện ra chưa nhỉ? Ai gọi giúp tôi cái thằng Chiến nghe. Trời ơi, xe nó trôi tít từ đầu kia rồi. Cái thằng này đầu óc giờ này nó chán lắm. Đấy bây giờ nó mới phát hiện ra này. Hỏng rồi đấy. Tên Chiến này nó báo lắm đi. Chiến ơi là Chiến ơi. Rồi tình huống tiếp theo. Đấy một ông thì vượt lên. Đấy bác xe này vượt lên. Thế nhưng mà vượt đoạn này thì ok. Đường vắng, đạt tiêu chuẩn vượt. Có phạch liền không? Không có. Được. Hợp lý. Tuyệt vời. Úi trời ơi, nhưng mà cái bác vượt này này không tuyệt vời rồi. Nào, úi trời ơi. Vâng, tí nữa thì này đi bán muối. Bác nào tinh mắt nhìn em cái biển số xem nào gì. Thế này hỏng rồi. Úi trời ơi, đi chán chưa. Thế thì nỉ. Rồi một tình huống ở trong phố, cái nhìn trái mắt của bác. Úi trời, lại mấy ông đi bán tải rồi. Mấy ông đi bán tải là hay đội nước linh tinh lắm này này. Độ cái đèn này trái mắt quá đi. Kiểu này phải phạt mới được chứ. Rồi tình huống tiếp theo đi. Cái gì này, cái gì này. Úi giời. Cái này bò ở trên đường này. May là bò này tôi nhìn thế nào. Tôi này cứ tưởng mấy ông đi xe đạp. Úi giời ơi, lại chịt rồi. Cái ông đi xe máy này báo thế. Vâng, ông đi xe máy này báo hại hai bác tài luôn. Vâng. Chăn chả buồn nói. Đây là quay lại nha. Trời đấy. Đấy, cố dúi này. Úi giời ơi, làm cái bác tài xe con màu trắng bên kia này phanh gấp quá. Bác tài bên này thì không xử lý kịp. Thế là chứ nè, chán thật. Rồi đấy, lại đi ngược chiều rồi. Cái ông nhõi này, bác ơi, bác dúi đi cho nó nhớ đi. Mấy cái thành phần ấy đi ngược chiều này làm ách tắc hết cả giao thông. Đi ngược chiều này làm ách cả hai chiều luôn. Thế nó mới chán thế này. May là cái vạch ở giữa là cái vạch đứt đấy. Chứ còn nó là vạch liền nè, đồ ông chịu ông. Vượt thì phải để ý bà con nó một tí chứ nè. Cố làm cái gì. Thấy các xe đằng trước nó đang ngay hàng thẳng lối như thế này thì biết là không qua được rồi. Kiểu gì là đằng trước mà cũng có chuyện rồi mà vẫn cố lấn sang cái làn bên kia. Vượt lên cho bằng được. Thế chịu anh. Thôi bác ạ, bác cái dúi nó ra tít cái đầu đằng kia kìa cho nó nhớ. Rồi tình huống tiếp theo đi. Mấy cái thành phần này dúi cả ngày không hết đi. Rồi cái gì đây. Vâng, trên một cung đường. Đường đây là đường bê tông. Úi trời ơi, được bắt tài xe container đi ngược chiều. Thôi nhưng mà không sao, được. Chấp nhận, tạm chấp nhận. Đường nó cũng vắng. Chắc là đường mới làm trong một khu đô thị mới làm nào đấy. Rồi. Đấy, lại ngược chiều rồi. Đấy, thế chứ nhỉ. Ây giời ơi, mấy cái ông khuôn lõi đi ngược chiều này thì tôi chắc là chỉ còn cách là dúi xuống tít này, lùi mấy cây số vào cho nó nhớ chứ. Các xe thì vẫn đang dừng chờ đây mà ông là cái gì mà ông lại có phi lên. Ông là quan chức cấp cao à, ưu tiên nhà nước à. Trời ơi, chịu ông ấy. Vâng, lùi, vẫn đang lùi các bạn ạ. Vâng, những cái thành phần này tôi bảo rồi, dúi cả ngày không hết nha.
cái này phải dúi để lấy doanh số mới được nghe. Trời đất vời, chán thật. 30 Hà Nội ấy, Hà Nội không vội được đâu mà thế nào bác vội thế? Chai hiểu kiểu gì? Vâng, và đó là những cái tình huống hay ho nhất trong video ngày hôm nay rồi. Và em xin nhắc lại cái slogan của kênh YouTube Ừ Thì Xe, mang tính chất là giáo dục, pha lẫn một chút yếu tố hài hước để mọi người tham gia giao thông một cách nó an toàn hơn. Nếu các bạn thấy nội dung của em hay, có giá trị hữu ích cho mọi người thì hãy nhớ nhấn nút like, nút đăng ký, rồi nhớ nhấn nút hình quả chuông để ủng hộ cho Ừ Thì Xe nha. Và xem nào có thơ tên lẻ muốn mời em một ly cà phê thì có thể ủng hộ cho chương trình qua số tài khoản em để bên dưới phần mô tả và trên màn hình đây các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video lần sau. Xin chào.